Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Huấn luyện viên Xavi Hernandez đã quyết định rời ghế huấn luyện viên trưởng của Barcelona vào cuối mùa giải, hiển nhiên vì màn trình diễn sa sút của đội bóng này. Song, cựu tiền vệ của Barca ám chỉ ghế huấn luyện viên Barca luôn rất bất ổn, cho thấy một sự thật khác. Những cuộc đấu tranh, áp lực khổng lồ, nền tảng tài chính bất ổn và có quá nhiều những phe phái muốn kiểm soát quyền lực luôn diễn ra tại Barca. Tất cả điều đó góp phần tạo nên sự bất ổn cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Barcelona, cũng như giải thích việc Lionel Messi từ chối trở về Barca 2 lần. Một lần là sau khi anh hoàn tất mùa giải đầu tiên tại PSG và lần thứ hai diễn ra vào mùa hè năm ngoái khi Leo chấp nhận đến với Inter Miami. Xavi nhấn mạnh mình không thể tiếp tục dẫn dắt Barca ngay cả khi có vô địch Champions League mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, ai dám tin đội bóng xứ Catalan có thể vượt qua được những Man City, Real Madrid, Bayern Munich ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Barca đang chạm đáy của phong độ. Nhà đương kim vô địch La Liga bị loại khỏi cúp nhà vua sau thất bại 2-4 trước Athletic Bilbao vào giữa tuần. Kết quả đó nối tiếp trận thua 1-4 dưới tay Real Madrid ở chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Và rồi họ cũng để thủng lưới 4 bàn trước Girona ngay trước Giáng sinh. Trận thua 3-5 trước Villarreal tại vòng 22 La Liga thực sự chỉ là giọt nước làm tràn ly. Barca lúc này kém Real 10 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Lịch sử chỉ ra rằng đó là khoảng cách khó để san lấp khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối. Xavi tiếp quản Barca từ tay Ronald Koeman vào tháng 11 năm 2021 và dẫn dắt Barcelona đến chức vô địch quốc nội vào năm ngoái trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của mình. Nhưng màn trình diễn và kết quả của Barca ở mùa giải này rất tệ, khả năng họ trắng tay trên mọi đấu trường lớn hơn bao giờ hết. Một viễn cảnh đó xảy ra, Barca sẽ đối mặt với cơn khủng hoảng toàn diện. Trong danh sách các câu lạc bộ bóng đá giàu nhất hành tinh được Deloitte công bố, Barcelona xếp thứ tư với doanh thu 800 triệu euro ở mùa giải trước. Đội bóng xứ Catalan vẫn là cỗ máy hái tiền nhờ danh tiếng và sức hút trong quá khứ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thi đấu bất ổn ở trên sân cỏ, doanh thu của Barca mùa giải năm này sẽ sụt giảm một cách đáng kể. Mùa trước, họ có chức vô địch La Liga và các đòn bẩy tài chính được Joan Laporta cùng cộng sự sử dụng khéo léo. Việc trắng tay ở mùa giải năm này sẽ khiến mọi thứ tại Barca tệ hơn rất nhiều. Luật công bằng tài chính FFP được UEFA và La Liga siết chặt khiến cho Barca khó thở hơn. Ngay trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay mở cửa, giám đốc bóng đá Deco đã tiết lộ Barca không thể cạnh tranh với những thương vụ đình đám. Tài chính của Barcelona kéo theo thành tích kém cỏi ở trên sân. Đội hình của Barca lúc này là tập hợp của những cầu thủ trẻ, các lão tướng sắp hết thời và những ngôi sao được mượn về. Barca không còn là đội bóng sở hữu cho mình những ngôi sao hay nhất thế giới như trước kia. Xavi có trách nhiệm trong màn trình diễn tệ của câu lạc bộ trong suốt thời gian vừa qua. Song với một vị huấn luyện viên mới thì mọi thứ chưa chắc đã tốt hơn. Chỉ một ngày trước khi Xavi tuyên bố rời Barca, Jurgen Klopp cũng thông báo chia tay Liverpool. Sport tiết lộ Laporta cực kỳ hâm mộ thuyền trưởng người Đức và sẵn sàng trải thảm đỏ mời ông về dẫn dắt câu lạc bộ. Sự rời đi của Xavi vào cuối mùa sẽ tạo điều kiện cho khả năng đó xảy ra. Song Klopp nói rằng ông muốn nghỉ ngơi thêm và Barca phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thuyết phục huấn luyện viên người Đức. Và trong trường hợp Klopp không nhận lời, Barca sẽ gặp không ít những khó khăn để tìm kiếm một chiến lược gia đủ đẳng cấp để đưa câu lạc bộ trở lại với thời kỳ đỉnh cao. Messi đã đúng khi từ chối quay lại đội bóng bất ổn về nhiều mặt, nơi có vị chủ tịch từng phản bội ảnh. Nếu còn chơi cho Barca vào lúc này, Leo có lẽ sẽ trở thành con dê để tế thần, giống như Xavi vậy. Video được tài trợ bởi FB88.